Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án nữa. Con này là con Hydra Aerox, giải phát khoảng 500 HID. Đây là một cái dự án có ví riêng mọi người nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ lại làm để nhận nhé. Các bạn sẽ nhận được thêm 10 đồng trên một rep. Aerox sẽ end vào ngày mùng 1 tháng 9 và sẽ trả vào ngày mùng 2 tháng 10. Đấy, phải không? September, đúng rồi. November, mùng 2 tháng 9 chứ phải không? Đây. Tháng 9 nha. Tí là cứ nghĩ là tháng 10 nha. Đấy, September, November. À, cái này hay phết nhỉ. Tức là mình ấn vào này là nó dịch luôn. Phải không mọi người? Ơ nhưng cái này sao lại không dịch nhỉ? À, thế này nó mới dịch nhỉ. Theo dõi một cái nữa mọi người nhé. Ủa sao vậy? Check. Ủa, theo cái gì nữa hả má? Đây cái này có phải không vậy? Bọn này bị làm sao ấy nhỉ? Cái này theo rồi nha. Thế còn cái này ấy, thì nó tự dưng nó ra cái group gì ấy? Program là program cái gì? Trời ơi. Nó ra cái group thế này mà. Đây, một cái group này với một cái group này. New này. Với cái group này, sao tự dưng ấn cái kia nó lại ra cái gì vậy má? Trò trẻ con bọn điên ai dạ chết đây bọn này bị làm sao xem nào dưới này thì lại nó lại ra group mà ấn trên thì nó lại không ra bố mày chúng ta sẽ theo dõi chút chờ nhé. Chạy đi chạy đi. Phép truyền lại pin the port. Ấn vào copy lấy tên nhé. Mọi người dán vào đây cho mình. À submit đây chứ. Don. Pro teacher dán vào tên. Ok chưa? Chạy đi. Sao vậy? Đây chúng ta sẽ đăng ký ví nhé. Các bạn ấn vào Get Started. Continue đi. Các bạn chọn cho mình cây file nhé. Và đánh vào mật khẩu này. Ấn General thôi. Đấy, tải xuống. Ấn vào Accept. Lưu lại. Các bạn chọn cây file nhé. Tại vì là mình vừa mới tải về ấy. Đây. Các bạn unlock nhé. Ủa cái này nó hiển thị thêm ở trong thư mục. Ôi giời ơi, tự dưng mày chui vào đây làm cái đéo gì. Tí nữa để cài lại nào. Cho vào đó của mình đi. Mọi người login vào trong nhé. Và đây thì các bạn thấy đây là cái một cái grid này, mọi người có thể
tạo cái ví khác cũng được, còn không thì các bạn để cái ví này cũng được. Đấy, vào đây dán vào đây nhé. Rồi ok, các bạn ấn vào rep này sẽ thấy link này, balloon này. Đấy, 50 đồng. Ví ở đây. Đấy, các bạn ấn vào link giới thiệu bạn bè nhé. Withdraw xem nào. Mùng 1 tháng 9 thì các bạn sẽ trả nhé. À, nó sẽ cho các bạn trả nhé. Cho các bạn trả. Nó sẽ trả các bạn. Ôi, trời ơi, nói thật nói sai thôi à. Hôm nay á, không biết là sao nữa. Làm thì nó cứ đơ đơ đơ. Trời ơi, bực mình quá đi. Ok, mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.